Hello, chào mừng các bác trở lại kênh Cha Đời Với Đây Đấy nha. Hôm nay là review cận cảnh cho các bác cái bộ tay pha cốt của Hyundai HD, từ HD65, HD72, HD88, HD99, New Mighty 110S cộng với L75S. Đấy, toàn bộ dòng xe này thì đang dùng cái bộ tay pha cốt này, nhưng mà có một số dòng Hyundai HD ấy, thì cũng pha cốt như này, nhưng mà lại bị cắt bớt cái chế độ gọi là đóng mở cupo. Đóng mở cupo bên gạt bừa các bác này. Đấy, bị cắt mất cái chế độ này. Đây mình sẽ để chiều này cho các bác sẽ nhìn thôi. Đấy, bị cắt mất cái cupo. Cái đời này nó có cả cupo các bác nhá. Đấy, đời này có cả cupo luôn này. Đấy, cái đời này nó có cả cupo đổ đèo luôn. Rất là hay luôn. Đấy, còn cục này công tắc này là xịn của nó 100% các bác nhá. Mã này là mã 5K. Đấy, đây mã của nó đây. Mình sẽ đọc luôn cái mã cho các bác luôn này. Đấy, hàng xịn sò này. Đây xịn sò 100% các bác nhé. Đấy, đằng sau này đây chân sắt của nó các bác này. Đấy, bên này thì nó sẽ thay được rời các bác nhé, thay được bên gạt mưa riêng và bên pha cốt riêng, hai cái này có thể thay từng về, có thể thay được với nhau, anh em có thể mua ở phụ nhảy tùy. Đây là hàng xịn sò nhà mình chính hãng 100%. Đây các bác có thể nhìn vào cái logo này, đó logo này các bác nhé. Yeah, Hyundai không thể chạy yêu được nữa. Bên trong nó sẽ đóng trong một hộp giấy xi măng trước mặt các bác đây. Trước mặt các bác đây giấy xi măng đây nhá. Và mỗi một bên nó sẽ chụp vào một cái ly lông vào một chun để gọi là chống xước xác, và nó sẽ bảo quản bằng cái dầu. Đấy, các bác nhìn thấy dầu chưa? Bảo quản bằng cái dầu. Đấy, rất hay luôn. Đấy, hoặc là có nhiều bác tình trạng là một thời gian sau nó sẽ bị mòn cái này này. Mòn cái chụp gì và còi một cái cổ vô lăng này. Đấy, thì cái đấy thì bên mình cũng có thể bóc tách ra bán cho các bác cái cổ này, để mình sẽ bán cho các bác có nhu cầu hỏng cái ghế pha cốt và hỏng ghế bên gạt mưa. Đấy, tất cả toàn bộ cái này sẽ bán rời làm 3 bộ phận, hoặc anh em có thể mua cả cụm như này. Đấy, anh em có thể mua cụm nhảy các bác nhé. Đấy, hàng xịn sò luôn. Đấy, căng nét luôn. Đây, mã của nó, con này của nó là mã là 9 này 3300 5K100. Đấy, mã của nó là 5K100 các bác nhé. Đây, mã của nó sẽ được bao gồm dập chìm ở đây này các bạn. Thì con này nó màu trắng ấy, mình zoom cái máy quay vào nó hơi khó nhìn thì các bác nhìn. Thì nó bé và nó trắng đó, các bác nhìn thấy không? Đấy, 5K100. Hàng xịn sò chính hãng luôn. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu hỏng cái tay pha cốt của Hyundai HD hoặc là Hyundai 3,5 tấn xe nhập khẩu. Đấy, thì nhớ ủng hộ cho mình theo số điện thoại là 0978823083. 0978823038 và 0243861646. Đấy, mình nói lại nhá, bên nhà mình sẽ bán lẻ hai cái này. Anh em hỏng bên pha cốt có thể mua pha cốt, hỏng bên gạt mưa thì mua gạt mưa, hoặc là hỏng cái trục giữa cũng có thể bán lẻ, cũng lóc là bán lẻ hết. Hoặc các bác có thể mua cụ tùy, anh em thích ngon thích nét thì mua cụ, không anh em mua từng ghế một cũng được, cũng sao hết. Còn hàng này hàng xịn 100% mua bít chính hãng các bác nhá. Đấy, bán sai tiền các bác mua nhiều luôn. Thank you các bác đến video này, hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.